Một thói quen dạy con cực kỳ hay của những người đứng đầu Hoàng gia Anh mà Kim muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Công nương Kate và Hoàng tử William có với nhau 3 người con. Tất cả đều được nuôi dạy rất cẩn thận và nghiêm khắc. Và qua những bức ảnh, thước phim, Kim quan sát được một thói quen của gia đình này. Đó là dù trong dịp gì, trang phục như thế nào thì mỗi khi nói chuyện với các con, cặp đôi đều trong tư thế ngồi thấp xuống, ngang tầm mắt với con, tập trung nhìn và lắng nghe con nói. Các chuyên gia giáo dục gọi đây là lắng nghe tích cực. Con trẻ cảm thấy mình được đối xử công bằng, thân mật như những người bạn, nên luôn thoải mái trò chuyện và nói ra những suy nghĩ của mình. Giới quý tộc không thiếu những nhân viên, người giúp việc, nhưng bất kể khi nào không có lịch trình, công nương Kate và hoàng tử William sẽ đích thân đưa đón con đi học, cho con ăn và chơi đùa cùng con. Một lần trong đám cưới của em gái công nương Kate là cô Pippa Middleton, hai con đã vô tình giẫm lên váy cưới 40.000 bảng Anh của dì. Ngay lập tức công nương Kate đã bước tới, đưa hai con ra khỏi đám đông và nói chuyện cho con hiểu. Vẻ mặt của cô rất nghiêm khắc, mặc dù không ít những cái ống kính truyền thông đang hướng về ba mẹ con. Công nương Kate cũng thường xuyên cho các con của mình ra ngoài chơi, dù là trời mưa hay trời nắng, đào đất, nghịch cát, trồng cây, để con cảm nhận thiên nhiên gần gũi. Cô cũng dạy con trồng những cái món mà con thích ăn như là cà rốt, đậu hay là củ dền, cho các con sống một cuộc sống bình thường như những cái đứa trẻ khác. Bạn có suy nghĩ gì về cách dạy con của công nương Kate và hoàng tử William? Bình luận bên dưới cho Kim biết nha.